Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog hay vậy. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ đến cho quý vị một cái thông tin nó rất là vui đến với chị Hồng Loan ha cả nhà ha. Thì chắc hẳn rất là nhiều cô dì, chú bác, anh chị em mình cũng đang chờ đợi những cái thông tin mà nó liên quan đến chị Ni, là chị Ni có đi về nước hay không ha cả nhà ha, hay là chị Ni vẫn còn ở lại như là ủng hộ cho chị Hồng Loan hay cả nhà ha, hay là tiếp sức như thế nào đó, thì mọi người đang rất là quan tâm đúng không cả nhà. Nhưng ngày hôm nay đây thì cũng rất là vui mừng ha cả nhà ha. Thì chị Ni không có về nha cả nhà ha. Chị Ni cũng ở lại với chị Hồng Loan thêm dài 3 tháng nữa nha cả nhà ha. Thì đó cũng là một cái thông tin rất là vui ha. Đây thì em sẽ cho quý vị mình cùng nghe sơ chị Ni nói với chị Loan cái thông tin là chị không có về nước nha cả nhà. Khóc quá trời luôn. Dạ, hôm nay chị Ni ở lại đây rồi, chị Loan có lời gì muốn nói với chị Ni cho khán giả nghe không? Dạ, không nói lắm, chị vẫn có hồn. Mà không biết nói chuyện nào, chị có thể thiếu lộ tình cảm thôi. Ôm hôn đi chị, ôm hôn. Nó ôm hôn rồi sau lưng nó ôm hôn. Ôi, trời ơi, mất công anh tị lắm. Thôi, khỏi đi. Cái mùi là đủ rồi. Cái mùi hả? Mùi gì chị? Ăn nhiệm vụ không cho post lên, nhưng mà chị nói là để chị nói chuyện với Phúc Lê, chị nói chuyện anh hai, chị nói chuyện với má tư, những người trong nhà, thì nếu mà bạn bè với nhau có sự đồng ý của mọi người thì sẽ đăng cái MV đó lên kênh YouTube riêng của Loan để cho mọi người thưởng thức vậy thôi. Dạ thì khán giả cũng có hỏi thêm về cái vấn đề mà anh Dương Tổ Xuyên á có nói về vấn đề một tấn gạo là như thế nào, thì có thể chia sẻ đi. Bây giờ một tấn gạo là vấn đề để mà bốn tấn gạo hay một tấn gạo? Bốn tấn gì đó chị? Bốn tấn thì chị nói với em là chị đã mắng Bảo Xuyên tặng của tôi rồi đó. Có gì đó chị nói là em nên nhớ nè, bây giờ trở về sau nếu em còn là em với chị đây nữa thì em mà em kêu gọi từ thiện là đã đi vào lòng đất rồi. Nếu một lần nào nữa em kêu gọi từ thiện, em né cái tên chị đi ra và chị sẽ lóc em kể từ hôm nay. Cho nên mọi người phải biết rằng từ này về sau Xuyên sẽ không bao giờ xô sắc cái nào trên Facebook nữa. Tại vì gọi là Xuyên chỉ đơn giản là ở trong nhà thôi, nhưng mà post lên Facebook như vậy là trong khi trong cái thời điểm chạy cảm và cả về sau này suốt đời luôn, có đến chết luôn thì cũng không thể nào kêu gọi tiền từ thiện được. Có bao nhiêu là bao nhiêu, và tại từ thiện cái tính của chị thì mỗi người có thể là người em từ thiện, mỗi người mỗi tính, từ thiện có thể truyền tải cái năng lượng, truyền tải cái thông điệp. Nhưng mà đối với chị Ly là chị Ly nằm trong cái khuôn phép của bản thân chị Ly. Chị Ly có từ thiện, chị Ly cũng không chụp hình, cũng không có đăng không gì hết, tại vì ai được chị Ly nhìn như vậy thôi, chứ không phải là chị Ly chỉ trích ai là từ thiện. Có thể em hiểu không, ví dụ như Tí Tâm chị nói tụi em cũng post lên như vậy để tụi em truyền tải thông điệp từ thiện là rất là tốt, chứ không phải nhưng mà mỗi người mỗi tính. Còn chị Ly là chị Ly có riêng bản thân chị Ly, là chị Ly không thể nào mà dùng cái từ là dính cái hai chữ từ thiện, tại vì nó nghe nhạy cảm từ xưa giờ rồi chứ không phải là mới đây. Cho nên hỏi là có những người em thấy không, bình thường có chút xíu thôi nó đẹp thôi nó mất ra rồi, chứ thậm chí nó kêu chuyện tại sao thì con cái chị cũng không có lên truyền thông, mà ba mẹ chị cũng không lên truyền thông, thì cái gì mọi người cứ nghĩ chị có nguồn gốc hết, nhưng vấn đề những cái riêng tôi chị không đưa lên, giờ chị không tin con cái chị dính vô thôi. Đó thì tất cả cô dì, chú bác, anh chị em mình cũng vừa mới nghe chị Ni cũng đã chia sẻ ha. Thì một phần thì chị cũng không về ha cả nhà ha, cũng rất là vui. Và cái thông tin tiếp theo á, là quý vị cũng nghe chị Ni chia sẻ là nói sắp tới đây thì cái MV cũng sẽ được mở tiếp ha cả nhà ha. Cố gắng để chị Ni nói chuyện với chị Phương Lê rồi sẽ tiếp tục là mở cái MV đó cho mọi người xem ha cả nhà ha. Mọi người cũng đang rất là hóng cái MV về cuộc đời như là của chị Hồng Loan ha cả nhà ha. Và khi mà chị Ni nói thêm một cái thông tin thì làm cho mọi người không thể nào mà kìm được cái cảm xúc của mình ha cả nhà. Thì chị Ni nói là cái việc như là kêu gọi như thế nào đó thì chị Ni không muốn là xuất hiện ha cả nhà ha. Tại vì chị Ni nói ở đây thì những anh em thì mình có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, mình không có muốn lên trên cộng đồng mạng để mình kêu gọi từ cộng đồng mạng. Như vậy thì bên phía như là mẹ con của bà Sáu nó sẽ có cái cớ ha cả nhà ha. Nó sẽ có cớ để chăm chọc vào những cái chuyện này và những cái điều này ha cả nhà ha. Rất rõ ràng, tại vì quý vị cũng thấy là nhiều lần thì mẹ con của bà Sáu thì hầu như có rất là nhiều cái cớ để lên để chăm chọc ha cả nhà ha. Mỗi lần mà có chuyện gì đó xích mích thì những người đó nó lôi ra liền. Nên chị Ni không muốn như là kêu rồi nha.
muốn mình có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Nhưng mà cái thông tin rất là vui đến với chị Hồng Loan, như là chị đi thì cũng muốn ở lại ha cả nhà, để giúp chị Hồng Loan thì hầu như là mọi người rất là vui, đã ôm nhau ha cả nhà ha. Nãy quý vị thấy những cái tiếng nói cười rất là vui vẻ nha cả nhà ha. Thì ở đây cũng có một cái thông tin này nó cực kỳ là mới, thì nó cũng liên quan đến bọc chị Lộc Vườn Cây ha. Nó thật sự thì chị cũng rất là bức xúc, tại vì có một số những thành phần nó cứ lên ha cả nhà ha, nó cứ lên nó nói là đã xong lật mặt một phần, yên tâm nghỉ ngơi xả chết chị nhé, 10 ve tiếp cận chẳng lo gì, đi làm đẹp thôi chị yêu ơi. Ở đây là có mọi người đang nói về một số cái vấn đề, như là tại vì chị Lộc Vườn Cây cũng rất là bức xúc nha cả nhà ha. Đây thì chị Lộc Vườn Cây cũng chia sẻ trả lời cho những cái bức hình này các bạn. Tôi nghĩ những ai đưa ra những cái thông tin nên có những cái lời giải thích. Sao các bạn làm ba cái chuyện trẻ con không mà nghĩ đến hậu quả cho người khác và cho cái chung thế? Đó là câu hỏi của tôi. Trả lời cho hay không trả lời tôi không quan trọng, nhưng các bạn nên trả lời để lần sau các bạn nói gì người ta còn tin. Tôi sẽ nói mấy ý chính và đang rất bận chuyện công ty. Tất cả đều động viên cho Ni về Úc nghỉ ngơi vào thời điểm mấy ngày trước khi chuyện đang đủ rắc rối. Để đi an tâm thì có nhiều phương án đưa ra, ai là người thay Ni trong 2 tháng, người làm đại diện giúp Loan và người Việt vẫn cân nhắc trong nội bộ vì phụ thuộc vào lịch và làm việc của mỗi người. Ban đầu tôi nghe nhầm là anh Vũ Lưng, nhưng sau đó chưa chốt nên tôi đã xóa xì ta tốt. Xì ta tốt sáng nay là tôi buồn cười vì chị MT vừa nằm trên giường bệnh vừa mắng người xói xả. Nhưng nếu mắng chị ấy thì có thể bị nghĩ là tấn công một cách nghi bệnh. Sao tôi thấy những người phụ nữ sân si chút chuyện nhỏ nhặt mà mọi người không đã kích nhiều rồi, nên không muốn xào xáo, nên tôi hạ bài. Lại chìm đêm qua còn ở dưới đặt những câu hỏi của tôi, nhớ hiểu đúng hoàn cảnh, trích dẫn phải đầy đủ. Nói về những lời nói hỗn láo hỗn của Hồng Loan trong quá khứ khi chưa trưởng thành năm 2024 do có thể là bị hiểu lầm và sai à. Những lời khen ngợi về đạo đức của Hồng Loan cũng được trong like thì các bạn bỏ đi đâu. Nhắc lại, tôi thuộc tem Hồng Loan, không có hai mang gì hết. Và đừng thừa hơi suy diễn nói lung tung, nên cầm phone gọi điện cho Ni xem Ni muốn nói đến ai thay vì tự diễn. Chấm dứt các thiết âm mưu linh tinh, nhất là với Lộc Vườn Cây hỏi gọi nhắn tin riêng nếu có gì khó khăn băn khoăn không hiểu. Đó là sự trưởng thành và trách nhiệm, sống bằng thị phi thì giải quyết bằng thị phi, anh giải quyết bằng tôi. Đó là những cái lời mà bức xúc như là của chị Lộc Vườn Cây cũng đã chia sẻ ha. Có một số người tại đang nói về cái vấn đề như là của chị Lộc Vườn Cây đó cả nhà, nên chị cũng khá là bức xúc về cái vấn đề này ha. Nói là có thể là chị đăng nhiều cái bài để sai hay cái nào đó, hay là nói là ai là muốn người thay thế chị đi á. Nhưng thật sự ở đây á thì quý vị cũng biết thì mọi người là vì cái tem vì yêu thương mà đến, thì hầu như là đa số mọi người cũng đến để ủng hộ cho chị Hồng Loan thôi ha. Thật sự thì mọi người người ta cũng không có những cái mục đích gì đâu đó, đừng có hiểu lầm cho người ta. Nhưng mà ở đây quý vị cũng biết có thể là từ phe phái hay là cánh phé gì đó của mẹ con bà Sáu đó cả nhà, có thể là gài vô để công kích mọi người, để có thể là cho mọi người là hiểu lầm với nhau cả nhà ha. Nên cái việc đó mình cũng rất là đáng lo ngại nha cả nhà ha. Nhưng nó thật sự nhưng những cái điều đó này nó cũng không có quan trọng lắm. Nhưng cái thông tin rất là quan trọng ở đây là chị đi cũng ở lại ha cả nhà ha. Chị đi cũng ở lại để giúp cho chị Hồng Loan ha. Cái điều đó thì hầu như là mọi người rất là vui mừng ha. Tại vì có rất là nhiều khán giả đang chờ đợi cái thông tin, chờ đợi cái kết quả chờ từ như là chị đi ha cả nhà ha. Nhưng mà chị đi cũng đã lên nói rồi, cũng đã lên tiếng rồi. Thì hy vọng thì sắp tới đây thì cũng sẽ được xem như là một cái bộ phim hay là một cái MV của chị Hồng Loan đóng về cái cuộc đời của mình ha. Tại vì chị Ni cũng đang hỏi ý kiến như là của anh Vũ hay là Phương Lê gì đó. Tại vì bây giờ chị Phương Lê quý vị cũng biết rồi, thì bà không làm phim nữa rồi, đúng không? Bà không làm nữa thì bây giờ để anh Vũ anh làm, để cho mọi người, cho khán giả người ta xem về cái phần trình diễn về cái cuộc đời của chị Hồng Loan, và thậm chí là cái bộ phim nó hay như thế nào, đúng không? Tại vì bà không làm, bà đâu có quyền nữa. Ở hồi đó thì bà nói là trách móc anh Nguyên Vũ là làm cướp cái ý tưởng hay là các thứ các kiểu gì đó. Nhưng mà bây giờ trước mắt thì quý vị cũng thấy là bà đã không làm nữa rồi, thì chắc chắn cái câu chuyện này là sẽ được anh Nguyên Vũ làm ha cả nhà ha. Thì mình cũng đang rất là hy vọng và trông chờ vào cái bộ phim như là của anh Nguyên Vũ nha cả nhà. Thì ngày hôm nay đây cũng có một cái thông tin, thì cũng có một vị khán giả thì hầu như cũng nói về cái câu chuyện
là về mẹ của anh Nguyên Vũ, và thậm chí thì cũng khá là bức xúc nha cả nhà ha. Cô chia sẻ cực kỳ là hay luôn quý vị. Thì trước mắt em xin mời cô dì chú bác anh chị em mình cùng nghe một người cô này chia sẻ, xong sẽ tiếp tục mình nói về cái vấn đề này ha cả nhà ha. Em xin mời quý vị cùng nghe. Bây giờ là cô cũng có vài lời để gửi gắm đến cô Phương Lê. Cô Phương Lê là người Trà Vinh mà. Quê cô phải không? Không, quê cô là gần ông Cha Diệp á, cô ở chỗ ông Cha Diệp á. À, vậy là tắc xạy Cà Mau. À, quê cô ở gần đó. Là coi như là cô Phương Lê như thế này. Tôi nhìn cô á rất là có cái hậu, rất là có cái phúc. Thì thôi bây giờ giữa cái tình cảm chị em, giữa cô với Hồng Loan á, nếu có thể gắn kết lại được á, thì là một cái điều rất là trân quý. Mình bỏ qua cái mình hiểu lầm nhau, mình nổi nóng lên, mình sụn sụ lên, mình không kiềm chế được, mình lỡ lời rồi bây giờ nó bung bét ra hết. Rồi bây giờ ví dụ như hàn gắn tình cảm chị em trở lại được á, thì là một cái điều quá tốt. Tôi cũng mong rằng, bởi tôi nhìn thấy những cái clip mà cô với Hồng Loan với Hồng Ni đi chơi ở Mango, biết cái chỗ trái xoài trái gì, tôi cười muốn chết luôn, mừng muốn chết, thấy vui vẻ chị em cùng nhau vui vẻ, tôi mừng quá trời. Rồi đi tới những cái ngày mà đi dỗ tổ dỗ gì ca hát vui cười, tôi thấy tôi coi mà tôi mừng, tôi cười muốn chết luôn, tôi vui hết sức luôn. Mà bây giờ cái nó cái đổ chuyện ra như vậy thì chính tôi cũng buồn á cô Phương Lê, tôi cũng buồn. Thôi tôi mong rằng bây giờ cô có thể là hàn gắn tình cảm chị em lại, mình một người bớt đi một chút cái tôi đi, ví dụ như 10 bớt với 1 đi đó, bớt với 1 đi đó, 9 bỏ là 10 đi. Còn bây giờ nếu mà nói về cái đóng phim á, thì tôi nói với cô Phương Lê nghe nè, cuộc sống mà Hồng Loan đã 37 năm chịu nghèo, sống trong nghèo khổ rồi, thấp cổ bé họng nói chuyện thì không có biết cách ở đâu, mà không có biết lèo, biết lái, biết lắc léo. Hồng Loan nói chuyện của tôi nữa, tôi với anh cũng biết lắc léo, là bởi vì Hồng Loan sống theo một cái nề nếp của bên chồng, ăn nói là phải dạ thưa, nhỏ nhẹ tự tốn, từng câu từng chữ chậm chạp. Hồng Loan sống theo một cái nề nếp của bên chồng đó, bên chồng của người ta lễ giáo lễ nghĩa vậy đó. Cho nên mình là con dâu mình phải sống theo này nè bên chồng, bởi vì cũng tội nghiệp Hồng Loan lắm. Cô Phương Lê ơi, chứ Hồng Loan bây giờ á thì cũng giống như là mồ côi à. Mồ côi, mồ cút là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, cuộc sống nghèo khổ, vốn phải đứng lên từ đôi chân của mình để mà làm, để mà kiếm tiền, để mà lo cho con ăn học. Thì bây giờ buôn cái bán cái hàng ăn giặt online này đây á, lúc cô bác người ta thuận thì người ta mua, thịnh thời mà. Rồi những cái lúc mà không thịnh thời thì bán được bao nhiêu đó, một món đồ lời cái mấy thằng bạc à, đâu có lời nhiều đâu, chẳng qua là nhờ bán số nhiều thì nó mới có số tiền lời nhiều thôi. Chứ một món đồ bán hàng giặt ăn đâu có lời nhiêu. Giờ như có cái cơ hội đi đóng phim thì cũng nhờ cái tình thương của cô bác, những cái người đàn chú đàn bác quen biết với lại cậu Năm đó, vì cái tình cái nghĩa mà thương Hồng Loan, muốn nắm tay Hồng Loan đi đến con đường nghệ thuật đó. Thì ở trong chúng ta đừng ích kỷ, ở trong chúng ta phải suy nghĩ cho sâu sắc thêm một chút xíu nữa. Cứ để cho Hồng Loan đi đóng phim đi. Là cái người đóng phim đó hiện tại bây giờ là ai? Là Nguyên Vũ. Nguyên Vũ là cái người khởi đầu dẫn dắt cho Hồng Loan để đi đến con đường coi như là nghệ thuật đó. Thì cô Phương Lê là một cái người chị hai đi, thì giúp Hồng Loan về cái mặt tinh thần, thương yêu về Hồng Loan về cái mặt tình cảm. Thì Nguyên Vũ cũng là một người anh, giúp Hồng Loan về cái mặt coi như là tinh thần, về cái mặt coi như là cuộc sống nghề nghiệp. Thì trong hai người này, mỗi một người nó có một cái cách giúp khác nhau. Thì bây giờ mình nên trân trọng lẫn nhau, việc ai nấy làm để mà giúp Hồng Loan, cho Hồng Loan nó giật dậy được, nó đứng dậy được đi. Còn mà nói về đi đóng phim á, giờ hàng triệu người đâu muốn được đi đóng phim đó. Đâu có phải dễ vô đóng, đâu phải dễ đó, đi ca nhạc quay MV cũng vậy thôi, đâu phải dễ. Cho nên bây giờ Hồng Loan được như vậy rồi, mình nên trân trọng cái điều đó để mà cho Hồng Loan tiếp bước. Có phim thì đi đóng, còn không có phim thì ở nhà buôn bán đó. Cuộc sống cần phải làm cho có tiền,
để mà mưu sinh cuộc sống, để mà tạo cuộc sống cho nó khá giả này, cho nó vững vàng lên, còn lo cho con cái sau này nữa. Rồi á, bây giờ là cái câu chuyện á, là tôi muốn nói như thế này, là bây giờ cuộc sống thì nó vốn rất là khó khăn. Bây giờ Hồng Loan đi làm một việc thì làm sao mà đủ tiền để mà lo cho con ăn học này nọ các thứ, rồi còn lo coi như là những cái người sống trong cái gia đình đó là 5-10 người nữa, cái ăn uống hàng ngày, tiền lương tiền đồ trả cho các em nó phụ giờ công việc nữa. Cho nên nó Hồng Loan cần thiết là có phim thì cứ đi đóng phim đó. Còn cái chuyện mà người ta nói là đóng phim sợ dấp chân xa ngã, cái đó là do mình thôi. Chứ không phải do phim. Đó do mình. Nó mình muốn xa thì mình xa, mình muốn ngã thì ngã, muốn dẫn thì mình dẫn thôi. Đó là do mình thôi. Còn bây giờ cô Phương Lê đó, là tôi cũng xin nói một lần nữa. Thì thôi bây giờ như thế này, cái đầu tiên cô thương yêu Hồng Loan cũng như là một đứa em, thì cô tin tôi nhớ câu này nè. Cô mê ông Lưng mà. Cái đứa mà nó đẩy thiền cho cô là mạnh nhất là Hồng Loan. Cô vừa nói vừa cười. Đó, bây giờ cô nhớ câu nói đó không? Trời ơi, tôi mê ông Lưng quá trời. Mà cái đứa mà nó đẩy thiền cho tôi với ông Lưng mạnh nhất là Hồng Loan. Lúc nào nó cũng cười kha 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 kha. Đấy là những kỷ niệm rất là đẹp. Đó là những cái kỷ niệm rất là đẹp. Những cái câu nói rất là đẹp của cô Phương Lê, và cô nhớ lại đi. Và cô mê ông Lưng thì cô Hồng Loan nó đẩy thì cho cô như vậy, thì bây giờ thì cô nhớ lại cái tình cảm chị với em á, thì cô cũng phải để cho Hồng Loan nó có một cái bước đi của nó, là nguyên vũ giúp đỡ. Với lại hơn nữa, tôi nói thật luôn à, cái bữa đó cô tức quá, cô nóng giận quá đó, mà cô chửi xúc phạm tới bác tới mẹ của Nguyên Vũ là cô sai nhiều lắm. Thì thôi bây giờ cô Phương Lê, mình con cháu nghe, mình là con cháu, tốt hơn cô tới và cô xin lỗi bác đi một câu, nói ở bác ơi, tại vì bữa con nóng tính quá nên con lỡ lời, con nói xúc phạm tới bác, thì bác cũng cho con xin lỗi cho cái cuộc đời nó tươi đẹp hơn. Cô xin lỗi bác, cái mà má của Nguyên Vũ một lời thôi là cuộc đời cô nó giống như là mùa xuân đang đến vậy đó. Giờ cô không xin lỗi Nguyên Vũ cũng được nữa, mà cô xin lỗi má Nguyên Vũ thôi. Đó là cái lời nói chân tình của tôi luôn đó cô Phương Lê. Giờ đối với Nguyên Vũ là cô nói cô ngại ngùng gì đó, cô không xin lỗi tôi chịu cũng được, nhưng cô xin lỗi má của Nguyên Vũ đi, cô xin lỗi cô đi. Bà đã 80 mấy tuổi rồi, an ủi bà một câu để lấy cái phúc đó. Tôi nói với cô vậy đó, chứ cô đừng có nghĩ là cô giàu cô có tất cả. Tôi nói với cô Phương Lê nè, ông vua, còn ông vua đó, đến cái ngày tận thế của ổng rồi, ổng còn không có chỗ mà ổng chết, phải chết ngoài đường, ngoài xá, ngoài ruộng, ngoài đồng, giống như Tần Thủy Hoàng. Nói thiệt với cô đó. Chứ đừng có nói là cô nghĩ là cô giàu, cô có tất cả. Trời ơi, tỷ phú vô tù ở thấy mẹ luôn, quá trời. Nó cô hãy coi là cái bộ phim Tần Thủy Hoàng đi, cô sẽ biết. Đó, tôi nói như vậy đó. Những cái lời chân tình của tôi nhất. Những cái lời chân tình của tôi nhất cô Phương Lê. Tôi nói với cô á, cô nên có một ngày nào đó cô đến, cô gặp bác á, gặp má của Nguyên Vũ á, cô xin lỗi bác một câu đi cho bác vui. Cái tội bác đâu có làm gì đụng chạm mình đâu, cũng cái sự giận hờn tức tối của mình mà mình buông lời lỡ xúc phạm bác thì bác cũng buồn trong lòng. Bác là người lớn, cô xin lỗi bác một câu thôi là cuộc đời cô mùa xuân đang đến luôn, nở như hoa luôn. Còn cô không xin lỗi bác á thì ai người ta cũng có một cái sự ghim gút trong lòng, từ cô á không biết nhận thấy cái sai trái của mình đó. Bây giờ tôi coi trên mạng á đầy người ta nói cô á, còn là chửi người ta không. Coi như là những cái gì mà nó là kỷ niệm đẹp thì Hồng Loan cũng là chị Phương Lê, các anh chị em lưu giữ lại, còn cái nào mà nó là những cái vết gợn thì mình bỏ qua cho nhau, mình giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ, đúng không ạ? Đúng rồi, thì bây giờ những cái gì mà cái chuyện là buồn thì bỏ qua đi đó, những cái chuyện sai trái thì mình cũng bỏ qua đi, mình làm lại từ đầu đi đó. Con người ta thì phải có cái đúng cái sai chứ, đâu phải ai đúng hoài, đâu phải ai sai hoài. Mình chỉ hiểu được là mình sai, mình sửa sai, mình tha thứ cho nhau, mình bỏ qua, mình sẽ làm lại những cái mới là được. Tất cả cái gì cũng vậy đó, là được đó. Thì tôi có vài lời gửi với cô Phương Lê như vậy đó. Thì cô sống thì cô giàu thì cũng là cô cái phước của cô, nhưng mà nếu mà cô không có tận dụng cái công đức đó thì cô sẽ mất hết phước, mà cô sẽ hết phước thì cô sẽ khổ.
người ta nói là giông tố mà. Cuộc đời này nó là một cơn bão mà. Tôi nói như vậy đó, cuộc đời này là nó một cơn bão thôi. Tôi chỉ nói cô như vậy thôi. Nên cô hãy giữ gìn cái đức hạnh đó để mà cô sống tiếp đi, để mà cô còn có thể là làm phước cho người này người kia, làm từ thiện giúp đỡ người này người kia để tạo phước đức. Nhưng mà cái gì cái cô đừng có quên là cô phải đi xin lỗi má Minh Dũng. Cô xin lỗi bác đi. Đó. Cũng mong là những câu chuyện ở trong tem thì các anh chị em từ giờ mình có gì đó thì mình đóng cửa và kín bảo nhau, không mang lên mạng xã hội để nó xảy ra những cái buồn nữa. Còn cái chuyện gì á mà có cái khúc mắc mà chưa có tháo gỡ được á thì cô mình có thể là gặp nhau, anh em gặp lại trong nhà Hồng Loan đó. Gặp nhau rồi mình có thể là mình bàn với nhau, mình tháo gỡ những cái gì ai đúng ai sai, ai làm gì thì mình chia ra. Mình sắp xếp với nhau thôi. Chứ đừng có đem lên mạng mà lùm làm sùm nữa, coi như là bên nào cũng thất bại hết á. Cô có gửi lời gì tới anh Nguyên Vũ cũng như là chị Ly trước khi kết thúc video không? Đặc biệt là anh Nguyên Vũ. Có chứ, trời ơi, tôi tâm đắc, tôi rất là thích Nguyên Vũ nha, đóng phim đóng gì hay lắm luôn đó. Rồi cái thời điểm mà Nguyên Vũ mà lại gặp Hồng Loan để mà kết nghĩa anh em giúp đỡ Hồng Loan này kia nọ đó, cho cái Facebook, cho cái YouTube, cho cái TikTok rồi cho cái số điện thoại này kia nọ, trời ơi tôi mừng muốn chết, mừng cho Hồng Loan mà cũng mừng cho Nguyên Vũ nữa đó. Rồi còn cái chuyện mà ông Nguyên Vũ gì ba ốc mẹ ốc hả? Cái kỷ niệm mà tôi nhớ nhất mà cái đút ốc cả một ốc bự cả bá nè. Lúc đó là ở mà ở xóm ốc á, ngay làng ốc ở quận 8 nè. Hồng Ni đang ngồi nhỏ đó, ngồi cầm ốc trà ba này đút cả. Bữa đó là đi diễn truyền hình về. Đi diễn truyền hình về. Nguyên Vũ làm nhiều cái chuyện thấy mắc cười lắm. Mà Hồng Loan đi đóng phim chỗ Nguyên Vũ thấy nhiều người ở đó, người nào thấy cũng dễ thương hết trơn á trời. Thấy người nào cũng dễ thương, người nào cũng vui vẻ gì đâu á, dễ thương lắm. Mà tôi gửi lời thế này nữa nè, cuối cùng gửi lời nha, quên nãy giờ quên, xin lỗi nha, gửi lời vợ chồng Linh Tý. Trời đất ơi, bữa đóng phim vợ chồng Linh Tý bữa đóng phim cái ầm cái từ nghiệp nhỏ hết biết dạ. vợ chồng Huy Sang nữa, những anh chị em luôn âm thầm nhà báo Sông Minh nữa, nhà báo Sông Minh rồi đó. Trời ơi, mấy người đó họp lại cái nó vui gì đâu, quá vui với Tết gì đó. Thôi bây giờ tôi mong gì nè, nhà báo Sông Minh ha, vợ chồng Huy Sang, vợ chồng Linh Tý, Hồng Loan, cô Phương Lê, Vũ Linh ha, Vũ Linh nhớ quên, xin lỗi, Vũ Linh ha, rồi Nguyên Vũ này kia nọ, Hồng Ni kia, gặp lại đi, gặp nhau lại hết đi, đừng có chia tay nhau nữa, trời ơi buồn lắm, gặp nhau hết đi cho nó vui. Rồi có đám có tiệc gì, có tiệc có vẻ bình tĩnh rồi đó. Rồi bắt Mai Ca con của ông Tiểu Long nữa, trời ơi nó vui gì đâu, nhỏ vui lắm, nhỏ dễ thương lắm. Trời ơi, súng nhau lại đi cho nó vui, đừng có gì nó giả, giúp ai được gì thì giúp không được thì thôi. Đấy. Nhưng còn cái vui thì mình cứ vui đi, cứ thương nhau đi. Đấy. Cứ thương nhau đi, cứ vui đi.